Binan Thanh Thủy mến chào đại gia đình. Hôm nay Binan Thanh Thủy chia sẻ với đại gia đình cách lóc kệ trồng rau sân thượng. Đại gia đình hãy xem phần chuẩn bị nhé. Chúng ta chuẩn bị sắt chữ V 8 cây dài 130 cm, 4 cây 80, 2 cây 70, 2 cây 60, 6 cây 40, sắt dẹp 2 cây dài 126 cm, 30 ke góc, 1 cờ lê 13 và 60 bu lông ốc vít. Chúng ta cần 8 cây dài 130 cm. Bốn cây dài 80 cm. Hai cây dài 70 cm. Hai cây dài 60 cm. Sáu cây dài 40 cm. Hai cây sắt dẹp dài 126 cm. 30 ke góc. Khoảng 50 bu lông ốc vít. Sử dụng cờ lê 13. Ghép hai cây loại 130 cm với hai cây 40 cm, dùng 4 ốc vít để tạo thành một khung hình chữ nhật. Ghép thêm 4 chân dài 80 cm tạo thành tầng 1, mỗi góc chúng ta sẽ dùng hai ke và 7 ốc vít. Đại gia đình xem kỹ mỗi góc nhé. Chúng ta để ke phía ngoài để mang tính thẩm mỹ và cũng để dễ lắp đặt hơn. Ghép tầng 2 với khung chữ nhật thêm hai chân dài 70 cm kết nối với tầng 1. Chúng ta xem kỹ cái phần kết nối nhé. Chúng ta sẽ sử dụng hai ke để kết nối tầng 2 với tầng 1. Một ke phía ngoài và một ke phía trong. Kích cỡ chậu giữ nước là 60 cm x 40 cm. Ghép tầng 3 như tầng 2, dùng hai chân 60 cm, ghép thêm hai cây 130 và hai cây dẹp 126 cm dưới phần chân để tạo thành một khung 3 tầng. Lưu ý vặn ốc vít bằng tay trước, sau đó chúng ta sử dụng cờ lê 13 vặn chặt ốc vít tạo khung thành một khối vững chắc. Khung đã được lắp xong, nên chọn sắt chữ V và sắt dẹp bản to và dày nhất hiện nay để khung vững hơn. Sau khi lắp đặt xong, chúng ta sẽ cho đất lắp đường nước và chúng ta trồng rau. Theo kinh nghiệm lâu năm, loại kệ mỗi tầng 2 chậu là loại chắc nhất, có thể và dễ lắp đặt nữa. Chúc đại gia đình thành công nhé. Xin chào.